Chào các bạn. Hôm nay chào mừng các bạn quay trở lại với lại kênh review sản phẩm của mình ha. Thì hôm nay thì mình mới thấy trên mạng tụi nó quảng cáo cái bình này hay quá. Thì mình đang đi tập gym mà, cho nên là mình mua về mình xem sao. Cái bình này nó có tên là gì đây? IM Fitness Pro Tracker 4-in-1. À 4-in-1 là 4-trong-1 đó hả? Ok. Thì nói chung là khi mà nhận được cái sản phẩm đó, thì cái ấn tượng đầu tiên của mình là nhìn nó có vẻ chuyên nghiệp, giống như chữ Pro đúng không? Lần đầu tiên mà mình mua cái bình lắc như thế này mà nó có cái hộp. Trước giờ tụi mình mua toàn là cái hộp không thôi, không có cái bao bì, cũng không có cái hộp gì hết ha. Nhìn có vẻ tốt đúng không mọi người? Thì ở đây nó có ghi gì đây? 6 ưu điểm. Rồi, thiết kế hiện đại vừa tay tiện dụng, nhiều ngăn có thể tách rời. Ok. Có 3 màu: đen, xanh da trời, xanh lá. Ha. Thôi nói chung nhiều chữ quá, mình làm miếng đọc quá. Thôi bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem thử coi trong này nó như thế nào ha mọi người ha. Đây cái bình mọi người ha. Thì ấn tượng đầu tiên của mình là sao? Cầm có vẻ vừa tay đúng không? Đa số mấy cái bình kia thì mình đi mua ở ngoài mấy cái phòng tập đó thì nó hơi to so với cái tay của mình ha. Đây. Ok, đây là có hướng dẫn sử dụng được dán lên đây đúng không? Tên. Đây là có cái đo mức nước đúng không? Ha. Chúng ta có 500ml. Ok. Rồi. Mình mở nó ra coi sao. Ở trong này nó còn thêm một cái hộp nữa mọi người ha. Cái hộp. Ok. Cũng là vì mấy cái hộp này mà mình mua cái này đây. Trong này còn cái gì? Còn một cái lò xo. Mọi người thấy cái lò xo không? Cái lò xo này để làm gì ạ? Inox thôi. Mình bỏ vào đây á thì nó sẽ giúp mình sắt đều đúng không? Ủa không phải, mình bỏ cái này vô đây, mình lấy nó. Cảm giác đầu tiên của mình cầm cái nắp này, mình thấy nó khá là chắc chắn á. Ok, khá là chắc chắn. Khá chắc chắn. Ở đây nó có thêm một số cái móc. Đây là cái móc đúng không? Còn cái này là cái móc phụ, nó quảng cáo là nó tặng thêm kèm gì đây nè. Rồi, đây là cái nắp. Đậy nắp lại. Thì cái nắp này thì mình thấy là nó khá là cứng cáp và chặt mọi người. Ở dưới này thì nó có một cái ngăn nữa. Thế là cái bình này là nó có tổng cộng là nó một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. Một cái ngăn nhỏ, một cái ngăn lớn và một cái bình như thế này đúng không? Ok. Mình xem thử coi đây là như thế nào. Ở trong này nó còn một cái ngăn gì nữa nè. Để mình coi coi. Đây là cái khay nhỏ để chứa các loại vitamin hoặc viên nén các bạn. Cái này dặn sao? Không phải. Cái này dùng để dặn vô đây nè mọi người. Dặn vô đây. Ok. Đấy. Mọi người thấy không? Hay quá ha. Ok. Rồi, em mình mở cái này thử xem. Ok. Như vậy là có hai ngăn nhỏ. Tính này có 3 ngăn hả? Một ngăn nhỏ, hai ngăn nhỏ, ba ngăn nhỏ. Mình gắn cái này vào đây ha. Cái ngăn này là để chứa gì? Chứa cái loại gì? Vitamin rồi đúng không? Ok. Mình mở ra, mình chưa xài rồi. Mình có thể đậy lại. Đậy lại. Ok. Cái này mình có thể gắn lại với nhau mọi người. Gắn lại với nhau. Ok, gắn lại với nhau. Khá là chắc chắn đúng không? Như thế này thì mình thấy được một số cái tiện lợi rồi đó. Như thế nào? Bình thường nếu mà chúng ta đi tập thì chúng ta có thể bỏ một tí cái gọi là mấy cái, ví dụ như là mình có đang xài mấy cái pre-workout đó, là mấy cái cho mình tập bổ sung năng lượng cho mình trước khi tập đó, kiểu như là cho nó tập trâu hơn đó, thấy không? Đẩy nhiều hơn, thấy không? Còn mấy cái này là có thể để quay nè, mấy cái quay tập xong rồi pha uống đúng không? Cái này nó thấy hay hơn một chỗ. Hay hơn một chỗ. Rồi cái này giờ sao? Giờ bỏ này vô đâu? Cái nắp nào? Nắp nào nó cũng có thế giống nhau đúng không? Như vậy là mình bỏ nắp nào cũng được mà. Ồ, này cũng khá là tiện ha. Ở đây có bạn nào không biết là có xài mấy cái như là mấy cái viên như mình không? Bụng mình cũng hơi to đó. Cho nên là giờ này đang uống mấy cái viên giảm mỡ rồi đó. Thấy không? Gắn vô. Khá là tiện đúng không? Ok, ba cái. Nè, xác. Cái này cũng hay. Để mình lấy mấy cái bình mà hồi xưa mình mua á cho mọi người
ha, mọi người coi thử coi. Rồi, coi thử coi nó là sao rồi. Chờ chút nha mọi người. Rồi, hello, mình bác đây. Đây là cái bình hồi xưa mình mua nè. À, nói chung là thích mấy cái màu nổi nổi, màu đen, màu tím nè, thấy không? Thì hồi xưa thì mình cũng muốn cái này, thấy không? Nó, nhưng mà nó chỉ có như đây thôi. Nó chỉ có đo mực nước thôi, rồi gì? Hết rồi. Nói chung là những tính năng nó chỉ có như đó thôi. À, nó cũng không có cái con sắt. Thì đa số là mấy bạn mình thấy trên thị trường không hay mua cái loại này. À, à. Còn cái loại này thì nó cũng đang hot nè. À, có cái anh đẹp trai gì đây. Đấy. À, màu tím các bạn. À, cái này mọi người thấy không? Hai cái này nó khác nhau cái gì hả? Hai cái này cũng có ngăn mọi người ha. Cái ngăn này thực ra mình để lại cho đẹp thôi, nhưng mà không có khi nào mình xài cái này hết. À, tại cái này nhìn nó sao sao không biết. À, ok. Cái này mình thấy đó, trước mắt là nó đã tiện hơn cái bình này mọi người. Một phần là gì? À, bình thường mình hay để trong cái ba lô mình đó, thấy không? Mình đi tập. Thì khi đó mình bỏ quay vô trong cái chỗ này hồi xưa. Thì khi mình bỏ quay vô đây á, thì mình mở ra thì do nó không có cái nắp đậy này nè. Ha. À, cho nên á là cái quay này lúc nào nó cũng sẽ bay ra xung quanh một ít. Hiểu không? Nó là bột mà mọi người. Hiểu không? Bay ra xung quanh ít và nó dính. Nó dính tay nè, nó dính quần áo gì đó. Ha. À, và ở phía dưới của bình này á thì lúc nào nó cũng phải dính quay hết. Bởi vì cái này nó liền với nhau mà. Đấy, nó liền với nhau. Cho nên là lúc nào nó cũng bị dính vô xung quanh cái bình này. À, nhìn nó rất là dơ. Cái sau đấy mình phải đi rửa. Đi rửa cái này. Cái cầm nó ướt 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 phải không? Có chịu không? À, à, cái bình này. À, thấy nó còn cái khác nhau nữa nè mọi người. Cái này mọi người thấy không? Cái này nó là nhựa. À, cái này nó là nhựa mờ. Và nó có một cái độ bám nhất định không? Nó hơi nhám nhám. Còn cái này thì nó là nhựa trơn không? Đây, cái này là xài thời gian nó cũng bị chày giống như này nè ha, và rất là dễ dàng để thấy những cái vết chày như thế này rất là rõ. Khi mình tập xong cái mồ hôi mà nó ra như thế này, giống như đang review gì mà nó cũng ra mồ hôi nè, nóng chết rồi. Thì nó cũng dính vô đây mọi người thấy không? À, đây nó dính đây, nhìn nó cũng khá là dơ đúng không? À, còn này thì ok fine. À, cũng hay mọi người. À, cái này thì thấy nó quảng cáo là mình đọc mấy các bạn viết các bạn nó viết là sao. À, có cái quai đúng không? À, đúng rồi, cái này cái bình như này nó không có quai ha. Thì khi mình không có quai thì nó không, cũng không có tiện lắm. Mình thường khi mình đi tập thì mình cũng có thể móc như thế này đúng không ha, mình xách như thế này mình đi là khỏe khỏe ra ha. Ok đấy. Rồi, có cái này để làm gì? Cái này rồi hiểu. Thì bình thường á mình đi tập mọi người ở chỗ tập mọi người á, thì chỗ tập của mình á, không biết chỗ tập mọi người sao, chỗ tập mình thì họ có cái locker đó. À, thì cái locker đó mình bỏ cái ba lô rồi bỏ quần áo gì này nọ vào trong đấy, rồi mình lấy cái ổ khóa đó mình khóa lại đó. À, như mình khóa lại mình cầm chìa khóa theo đúng không, lúc nào mình phải bỏ túi quần túi áo hoặc là mình có cái dây mình đeo vô. À, thì bây giờ mình có thể móc vô đây mọi người. À, móc vô đây, đây có một cái móc. À, à, màu đen luôn ha, tông xịt tông đúng không. À, cũng khá là tiện lợi ha. Ok, cái móc chìa khóa vô đây. À, mình không sợ bị rớt gì, bị rớt cái gì. À, rớt chìa khóa. À, đó là sơ qua về cái bình shaker gì đây, iFitness về shaker 4-in-1 ha. Thì nó có mấy màu đó mọi người ha. Vừa rồi nó thấy nó đang dụ dỗ mình ha. Ha, xong rồi mình mua được cái bình này. Ha, xong rồi nó bán cái gì đó, nó bán cái gì đó, nó bán cái combo đó, combo 2-3 bình gì đó đang giảm giá đó mọi người ha. Cái mình mua cho anh em mình luôn, có hai màu nè ha. À, đen màu xanh. À, mình mua có hai màu thôi à. Nó còn cái màu xanh dương nữa mọi người. À, ai thử màu xanh dương giùm đi. À, ok mọi người. Màu xanh, thấy không? À, màu xanh long lanh luôn. À, đẹp. Thấy không? Đẹp không? À, đây nó có gì nè. À, cũng y chang như cái bình thôi. À, y chang, không khác gì hết. Ok. Đây mọi người thấy nó có quảng cáo nè. Đó. Nó có thể làm gì? Mix. À, thiết kế hiện đại, mix nhiều màu với nhau. Đó. Mọi người có coi cái hình, mình coi cái hình trên web của nó. Cho nên mình quyết định là mình mua luôn hai cái, hiểu không? À, mix với nhau là sao? Là mấy cái quỹ này nè. Mình bỏ vô đây nè. Cái xong rồi mình có thể gắn lại nhau nè. Đó, gắn lại nhau. À, ok, thấy không? Gắn này lại nhau. À, gắn này lại luôn. Thấy không? Ok không? À, còn bạn nào mà tập nhiều á, ai mà để nhiều á, đó, đi như thế này nhìn đẹp đẽ mọi người, đúng không? À, à, chắc chắn không sợ đổ, không sợ rơi rớt, đúng không? Không sợ bớt mấy miếng quay. Nói chung là mình xài cái mấy cái bình cũ á,
cứ quay cứ mỗi lần mà mở ra cái nó bị rớt đi miếng tiếp cũng chết luôn. Đó. Đó. Này đổi nắp được nè. Rồi là cọc rồi. Đây này là cũng có cái ngăn nè, thấy không? Giờ mình thử mình đổi cái nắp này không? Đổi cái nắp này. Với cái này rồi. Được rồi. Lấy cái này đổi này. Được không? Ồ. Nhìn cũng có vẻ cool đó. Ồ. Chuẩn không? Thử cái này rồi. Kiểu này là... Ok. À. Sao sao? Ở qua đây đi. Đúng không? À. Ồ. Đẹp không? Sao? Hai màu này mix với nhau là chuẩn luôn á. Hả? Vì là mua hai cái bình. Nhưng mà mình được bái màu. Đẹp không? Thấy không? À. Ai đẹp nhớ thấy... Ai thấy... mix đẹp nhớ like, subscribe nha mọi người. À. Rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới cái clip review của mình nè. À, mọi người thấy hay thì nhấn like với nhấn subscribe ở phía dưới cho mình nha. Ok. Hẹn gặp lại mọi người trong mấy cái clip review lần sau ha. Ok, bye bye. See you.